đàn xưa. Xa hôm thu tươi nở ngát hương thơm mùi phương. Ta thì là về gió reo vui trời bừng sáng. Người người hân hoan đem tin vui tất đạt đà thái tư ra đời. Diệt pháp sân si, xóa tan mê lầm, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Việt Nam, đất nước nghìn năm văn hiến, là niềm tự hào của bao người dân Việt. Trên mảnh đất linh thiêng này, có biết bao nhiêu địa danh gắn liền với những dấu tích lịch sử kiêu hùng của dân tộc Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn xem truyền hình một địa danh nổi tiếng về tâm linh đã gắn liền với biết bao người dân Hà Nội nói riêng và toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung. Đó là ngôi chùa được coi là cổ nhất ở Việt Nam, chùa Trấn Quốc. Đường chân lý, dù gặp bao nghi nan ngoan hiền, vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông vang, hạnh phúc chúng con. Lao sao Bồ Đề gọi gió, bốn bề tĩnh lặng khói hương. Ngõ sớm lang cùng sóng vũ, chuông khuya man mát hoa vườn. Lặng lẽ tan hòa sóng nước, thâm nghiêm tỏa giữa Tây Hồ. Hoàng hôn nhuộm vàng Trấn Quốc, màu thiền thoáng gợi ngàn xưa. Thưa quý vị và các bạn, đây là toàn bộ khung cảnh của chùa Trấn Quốc. Ngôi chùa được xây dựng trên một đảo nhỏ ở phía đông Hồ Tây thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội, đã có tới 1.500 năm lịch sử và đây là ngôi chùa cổ nhất ở Thăng Long, Hà Nội. Kiến trúc chùa là sự kết hợp hài hòa giữa tính uy nghiêm cổ kính với sự trang nhã, thanh bình, mây nước của Hồ Tây. Nơi đây là kinh đô của Phật giáo trong thời kỳ Lý Trần, là một di tích có giá trị lịch sử kiến trúc cao. Đồng thời, Trấn Quốc cũng là nơi cửa Phật nổi tiếng linh thiêng, là nơi tụ họp rất nhiều các Phật tử và khách tham quan du lịch trong nước cũng như nước ngoài.
Quý vị và các bạn, sau khi cuộc khởi nghĩa thành công, Lý Bí đã đặt tên nước là Vạn Xuân và xưng là Lý Nam Việt Đế, đồng thời lập triều đình ngang hàng với các nước phương Bắc. Đây là sự khẳng định độc lập dân tộc và sự bền vững của đất trời phương Nam. Nhưng có một điều quan trọng mà ít người biết đến, đó là Lý Nam Đế là người đầu tiên nhận ra trung tâm của đất nước ở vùng sông Tô Lịch. Và đồng thời, tại vùng đất linh thiêng này, ông đã cho xây dựng ngôi chùa Trấn Quốc ngay khi mới mở nước. Nhà vua nước Vạn Xuân non trẻ Lý Nam Đế, tên thật là Lý Bí, sinh ngày 12 tháng 9 năm Quý Mùi. Nhờ có tài văn võ kiêm toàn, Lý Bí được tôn lên làm thủ lĩnh địa phương. Có thời kỳ Lý Bí ra làm quan cho nhà Lương, nhận chức giám quân, kiểm soát quân sự ở Cửu Đức, Đức Châu, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Nhưng do bất bình với kẻ đô hộ Hống Khách, Lý Bí bỏ quan về quê, chiêu binh mãi mã chống lại chính quyền đô hộ. Tháng Giêng năm Nhâm Tuất, năm 542, Lý Bí khởi binh tấn công giặc. Không quá 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm được Châu Thành Long Biên, Bắc Ninh. Vua Lương lập tức ra lệnh cho quân phản công chiếm lại. Bọn xâm lược vừa kéo sang, bị Lý Bí cho quân mai phục đánh tan. Đầu năm Quý Dậu, năm 543, vua Lương lại huy động binh mã sang xâm lược một lần nữa. Tướng giặc khiếp sợ, còn dùng rằng chưa dám tiến quân, thì Lý Bí đã chủ động ra quân đón đánh giặc ở bán đảo Hợp Phố, miền cực Bắc Châu Giao. Quân Lương 10 phần chết 7, 8. Tướng địch bị giết gần hết, kẻ sống sót cũng bị vua Lương bắt phải tự tử. Sau khi đánh dẹp được quân Lương, tháng Giêng năm Giáp Tý, năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, xưng là Nam Việt Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, lấy niên hiệu là Thiên Đức, dựng điện Vạn Thọ làm nơi hội triều. Việc xưng đế hiệu, đặt quốc hiệu là sự thể hiện ý chí độc lập, bản lĩnh kiên cường, thể hiện rõ nét ý thức trưởng thành của dân tộc. Ông lên ngôi hoàng đế, vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử các triều đại quân chủ Việt Nam với vị thế sánh ngang các hoàng đế Trung Hoa. Lý Nam Đế lên ngôi được 4 năm, 544-548, sau nhiều trận giao tranh với kẻ thù không giành được thắng lợi nên lui về động Khuất Lão. Tương truyền về cuối đời, Lý Nam Đế bị mù. Từ sau khi rút về động Khuất Lão, Lý Nam Đế bị đau yếu luôn. Ngày 6 tháng 8 âm lịch năm 548, ông tạ thế. Nhân dân địa phương đã tổ chức an táng, xây lăng mộ và đền thờ ông. Khu lăng mộ và đền thờ tọa lạc tại xã Văn Lương, nay thuộc xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Nước Vạn Xuân chỉ tồn tại 5 tháng trong lịch sử. Việc vua Lý Nam Đế khai sáng đất nước Vạn Xuân của mình tuy thời gian chưa dài so với các triều đại sau này của Đại Việt, nhưng tên tuổi của nước Vạn Xuân còn sống đời đời trong những trang sử vàng của nước ta. Khởi đầu là từ ngôi chùa mang tên Khai Quốc, hoàn toàn phù hợp với lại thực chất, bản lĩnh và giá trị của thời mở nước của Đức Lý Nam Việt Đế. Ngôi chùa mang tên đầu tiên là Khai Quốc này, với tọa độ địa lý là ở bên bờ nước sông Hồng, sau đó thì di chuyển vào giữa Hồ Tây, thì cũng di chuyển luôn tên gọi từ Khai Quốc mở nước đến cái chỗ mang tên mới khi được di chuyển vào vùng nước trời Hồ Tây này là An Quốc. Thì từ Khai Quốc đến An Quốc đều vẫn nguyên vẹn cái giá trị linh diệu của ngôi chùa này đối với lại vận mệnh quốc gia đất nước. Mở nước rồi thì giữ yên đất nước. Đấy là giá trị tinh thần và tâm linh của ngôi chùa này. Cuối cùng, khi hòn đảo Cá Vàng trở thành bán đảo Cá Vàng thì ngôi chùa An Quốc cũng được mang tên là Trấn Quốc, giữ sự yên bình cho đất nước. Đấy là An Quốc, nhưng Trấn Quốc thì lại là bảo vệ, trấn giữ sự yên lành, sự toàn vẹn
cho quốc gia, cho dân tộc này. Đấy là cái sự di chuyển trên địa danh học, nhưng giữ nguyên bản lĩnh và bản chất giá trị của ngôi chùa này. Tất cả đều liên quan đến sự nghiệp mở nước, yên nước và... Năm Thăng Long Hà Nội, chùa Trấn Quốc chính là trọng tâm để tu sửa, tu bổ của nhà nước, để cho nhân dân trên khắp mọi miền cả nước có thể về đây chiêm ngưỡng. Và chùa Trấn Quốc chính là nơi phát xuất của thiền phái Thảo Đường tại Việt Nam. Vào năm 1069, Vô Ly Thánh Tông đã mời thiền sư Thảo Đường về trụ trì chùa Trấn Quốc. Và từ đây, Việt Nam đã có một thiền phái, đó là thiền phái Thảo Đường. Đồng thời, chùa Trấn Quốc cũng trở thành trung tâm của thiền phái Thảo Đường tại Việt Nam. Để xác lập nguồn gốc thiền sư Thảo Đường trong giai đoạn ngài định cư ở Vương quốc Champa, thì hiện tại chúng ta không có một tư liệu nào đáng khả quan. Tuy nhiên, qua việc tìm hiểu hành trạng của người, nhất là căn cứ sử liệu và triều đại nhà Lý, thì chúng ta cũng có một số ít manh mối đáng lưu ý. Khởi nguyên từ tổ Huệ Năng thuộc phái Thanh Nguyên Hạnh Tư, thiền sư Văn Yển tại núi Vân Môn, Thiều Châu, Trung Quốc, thành lập phái Vân Môn. Trải qua các đời thừa kế lần lượt như Huệ Lâm Trừng Viễn, Chí Môn Quang Tộ, Trùng Hiển Minh Giác, Tuyết Đậu Trùng Hiển Minh Giác, dòng thiền này được phát huy rất mạnh. Qua đó chúng ta cũng có thể biết rằng sự ảnh hưởng của ngài ở Champa phải khẳng định là trước năm 1069, tức trước cuộc chiến Chiêm Việt xảy ra và có lẽ sau năm 1052.
nhưng trong khoảng 17 năm truyền đạo tại Champa, trong một xã hội chịu nhiều ảnh hưởng bởi chiến tranh thì sức ảnh hưởng chưa thể mạnh được, và cụ thể như thế nào thì chúng ta còn phải nghiên cứu qua các sử liệu. Xét về mặt đạo hạnh thì chúng ta có thể định hình từ những tư liệu sau. Theo An Nam Chí Lược viết, Thảo Đường theo sư phụ đến sống ở Chiêm Thành. Xưa vua Lý Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành, bắt được, đem cho vị Tăng Lục làm đứa ở. Vị Tăng Lục viết ngữ lục để trên bàn mà đi, sư lén sửa lại. Vị Tăng Lục lấy làm lạ về đứa ở, đem tâu vua, vua bèn phong làm quốc sư. Theo An Nam Chí Nguyên viết, Thiền sư Thảo Đường rất có đạo hạnh, tinh thông kinh điển, vua Lý tôn làm thầy, sau ngồi thẳng mà mất. Vua Lý đây tức Lý Thánh Vương của An Nam Chí Lược, mà Lý Thánh Vương đấy tức Lý Thánh Tông. Theo Đại Việt Sử Lược thì suốt đời mình, Lý Thánh Tông chỉ đi chinh phạt Chiêm Thành một lần vào năm Thần Vũ thứ nhất 1069. Việc bắt được Thảo Đường chắc chắn xảy ra vào năm đó, còn Thảo Đường được phong làm quốc sư có lẽ vào năm 1070, bởi vì đầu năm 1072, tức tháng Giêng năm Thần Vũ thứ tư, Lý Thánh Tông bị bệnh nặng rồi mất. Vị Tăng Lục ngày nay ta chưa biết đích xác là ai, rất có thể là Huệ Sinh lúc bấy giờ đã làm tăng thống và theo Việt Điện U Linh Tập đã có tham dự vào cuộc viễn chinh Chiêm Thành ấy. Theo Đạo Giáo Nguyên Lưu Quyển Thượng viết, Thiền sư Thảo Đường rất có đạo hạnh, tinh thông kinh điển, vua Lý tôn làm thầy, sau ngồi kiết già mà mất. Tây Hồ Chí Tập Tự An dưới mục Chùa Khai Quốc và Chùa Vạn Niên nói, Thảo Đường họ Lý và nơi chủ trì của Thảo Đường không phải chỉ có Chùa Khai Quốc mà còn có cả Chùa Vạn Tuế, tức Vạn Niên nữa. Theo những tư liệu ấy thì chúng ta có thể khẳng định Thiền sư Thảo Đường là người trình độ rất uyên thâm Phật Pháp và có một đạo phong khả kính. Có như vậy nên một vị vua oai hùng, vua Lý Thánh Tông và cả quần thần văn võ mới suy tôn ngài từ một tù binh nô bộc lên làm quốc sư. Xét về mặt cục diện tôn chỉ Phật giáo trong xã hội đương thời của người Champa thì đã hình thành Phật giáo Đại Thừa Mật Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ và cả hệ thống Phật giáo Tiểu Thừa nữa. Lại xét từ sự ảnh hưởng của sức mạnh truyền bá Thiền Vân Môn, Trung Hoa, thì tất nhiên Thiền sư Thảo Đường phải mang trong mình dòng chảy của tư tưởng Thiền Vân Môn. Như thế thì dòng Thiền Thảo Đường tại Champa chưa chính thức có sự ảnh hưởng mạnh như ở đất Đại Việt thời Lý. Nhưng tất nhiên nó phải mang một sắc thái nhập thế đặc thù để khi Đại Việt tiếp nhận thì bóng dáng định hình của nó khác với dòng thiền phái gốc Vân Môn. Tính đặc thù ấy chính là những vị thiền sư tại gia hay thiền sư mang hình thức cư sĩ. Để rồi chúng ta nhìn vào danh sách số lượng người tu chứng trong dòng thiền Thảo Đường đã định hình ở Đại Việt mới không ngạc nhiên vì vai trò nhập thế đã lên đến đỉnh cao của Phật giáo. Cô cũng rất là nghe được những giáo lý của Phật và cô muốn được thành những người tốt, nghe được lời Phật dạy để đang làm những việc thiện và trừ những nghiệp ác và giữ tâm thanh tịnh, giữ tâm được thanh tịnh. Đấy. Cho nên là cô cố gắng để cô học tập theo lời dạy của Phật để trở thành người tốt hơn. Từ khi về lập nghiệp tại đất thủ đô Hà Nội thì gia đình tôi luôn gắn bó với đền chùa Thiên Chấn Quốc. Đây là một cõi tâm linh trong cái tâm tưởng của gia đình chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng chùa Trấn Quốc nằm bên cạnh Hồ Tây là một ngôi cổ tự như một tòa sen nổi bật giữa cảnh hồ nước hữu tình. Chùa Trấn Quốc có các thầy trụ trì là những bậc cao tăng đắc đạo, vừa là an dân phụ quốc và các thầy là những bậc mà để chúng tôi rất học hành trong cái việc rèn đức luyện tài của mỗi một thành viên trong gia đình chúng tôi. Về vãng cảnh chùa Trấn Quốc thì bên cạnh tâm linh thanh thản và hướng tới những cái điều tốt đẹp nhất của Phật giáo Việt Nam đóng góp cho cái việc phát triển của đất nước ta nói chung trong giai đoạn hiện nay.
Trong khuôn viên chùa phía sau còn có một số mộ tháp cổ từ đời Vĩnh Hựu và Cảnh Hưng, thế kỷ thứ 18. Và có một ngôi bảo tháp lục độ, Đài Sen, được xây dựng năm 1998. Bảo tháp lớn gồm 11 tầng, cao 15 mét. Mỗi tầng tháp có 6 ô cửa hình vòm. Trong mỗi ô cửa đặt một pho tượng Phật A-di-đà bằng đá quý. Đỉnh tháp có đài sen 9 tầng, được gọi là cửu phẩm liên hoa, cũng bằng đá quý. Bảo tháp này được dựng đối xứng với cây bồ đề lớn do Tổng thống Ấn Độ tặng khi ông đến thăm Hà Nội năm 1959. Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Trấn Quốc, đã giải thích sự đối xứng đó là hoa sen tượng trưng cho Phật tính chân, như tính sinh ở dưới bùn mà không bị ô uế. Bồ đề là trí giác, trí tuệ vô thượng. Tất cả đều hàm ý nghĩa bản thể và hiện tượng của các pháp. Chùa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1989. Tuy nhiên, do nhiều lần trùng tu, sửa chữa nên kiến trúc chùa đã không khỏi bị pha tạp phong cách kiến trúc của các thời kỳ. Trong các năm 1624, 1628 và 1639 thời Chúa Trịnh, chùa được trùng tu mở rộng. Trải qua thời Tây Sơn, trong bối cảnh tranh chấp quyền lực cuối thời Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam, ngôi chùa bị rơi vào cảnh hoang phế. Khi đó, cư dân địa phương đã xin được tu sửa lại chùa. Lần trùng tu lớn nhất là vào năm Ất Hợi, niên hiệu Gia Long 14. Năm 2010, tu bổ để chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội và Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ 6 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11 năm 2010. Trong văn bia Tái tạo Trấn Quốc Tự Bi do tiến sĩ Khoa Kỷ Hợi năm Cảnh Hưng thứ 40 soạn đã ca ngợi. Đứng trên cao ngắm cảnh chùa, mây lồng đáy nước, mặt hồ ánh xanh xanh khiến du khách lâng lâng. Tiếng chuông chùa gọi ai tỉnh mộng trần tục. Năm 1959, Tổng thống Ấn Độ Rajendra Prasad đến thăm chùa và tặng cây bồ đề trồng trước tòa Tam Bảo. Ngày 28 tháng 11 năm 2008, Tổng thống Ấn Độ Pratiha Patil đến thắp hương và tham quan nhân dịp trong chuyến công du Việt Nam. Ngày 31 tháng 10 năm 2010, Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev đến tham quan trong dịp đến Hà Nội dự hội nghị cấp cao không thường niên ASEAN Liên bang Nga lần thứ 2. Với cái chùa Trấn Quốc này là cái nơi lịch sử nó lâu đời, cho nên là trên sách và trên tuổi của chùa nó nổi tiếng, thế giới đã biết. Cho nên tất cả các cái đoàn khách du lịch ở trên thế giới người ta sang đây, người ta về Hà Nội, người ta phải vào chùa này. Thế mà cái chùa này thì nó lâu đời nhất của Hà Nội, bởi vì cái nó tính năm là 1450 năm nay rồi. Thế cho nên là nổi tiếng. Thế cho nên là người ta cứ đến chùa Trấn Quốc, ngày thường người ta cũng đến, ngày Chủ nhật, ngày tuần. Tất cả các ngày thường là lui tới rất là đông. Tương lai chùa cảnh thì chúng tôi vẫn tiếp tục và đang chuẩn bị dự định cho các Phật tử và các sư ở đây tu học và ngày một tiến lên, phát triển đồng hành với dân tộc, đồng hành với đất nước chúng ta và hội nhập để làm thế nào lấy cái tâm tử bi hỷ xả lợi ích cho đời nó được nhiều hơn. Tôi đã tìm kiếm trên Google và tôi thích kiến trúc tọa lạc trên hồ của chùa. Tôi đã cố gắng ghé thăm bất cứ ngôi chùa nào mà tôi có thể tìm thấy ở đó và tất cả đều tuyệt đẹp. Tôi cũng mới đến đây nên tôi vẫn đang ngắm nhìn xung quanh và quả thực nơi đây rất đẹp. Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, nếu ngồi đây vào một buổi chiều tĩnh lặng để ngắm chùa Trấn Quốc thì Hồ Tây giống như một lão tăng chân tu đang ngồi thiền. Giữa hoàng hôn thơ mộng, lắng nghe tiếng kèn, giữa mây nước mênh mông rồi mặc cho sự đời. Dù quê hương vẫn rộn rã những nẻo nào, Hà Nội vẫn may mắn có rất nhiều chùa chiền, đền miếu. Nào Kim Liên, Một Cột, Liên Phái, Quán Sứ, nào đền Quán Thánh, Bích Câu Đạo Quán, nào đền Bạch Mã, rồi đền Lý Quốc Sư. Đúng vậy, chùa Trấn Quốc vẫn là chùa cổ nhất, như đắc đạo trên đường tu luyện mà mặt Hồ Tây đầy huyền thoại là một chứng quả. Chùa Trấn Quốc không có những bậc đá rêu phong, cũng chẳng có núi non trùng điệp, nhưng thật bình yên với sóng nước mênh mông. Có thể cho tâm hồn ta một giọt cành dương để rửa đi bớt thế tội, để rồi ta làm lành, làm thiện với đời. Đi đi đấng Thế Tôn đàn sông, hoa hồ ưu tươi mở hương thơm người về. Về gieo vui trời vững sáng, người người hân hoan đem tin vui, tất đạt đa thái tư ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tháng sân si, xóa tâm mê lầm nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin lạy Ngài, đạo vàng từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi yêu phiền, sống vui trong lục hòa vùng tình túc, đi theo đường chân lý. Dù gặp bao nguy nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tựu chúng con, xin lạy Ngài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin lạy Ngài, chúng con xin quỳ kính.